Ngọc Thơ thời báo chấm D kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin G7 nhấn mạnh sự đoàn kết trong cuộc họp thượng đỉnh ở Hiroshima Ngày 23 tháng 5 tác giả Trương Tuấn Nhân đăng một status trên Facebook cá nhân của mình về hội nghị thượng đỉnh G7 Hình ảnh status trên trang cá nhân của tác giả Trương Tuấn Nhân Theo đó thượng đỉnh G7 mở rộng gồm Mỹ, Nhật, Anh, Đức, Pháp, Ý, Canada, năm nay được tổ chức tại Hiroshima, Nhật Bản. Việt Nam cũng được mời cùng với các quốc gia Brazil, Úc, Nam Hàn, Comoros, đảo quốc Khúc, Ấn Độ và Nam Dương với tư cách là khách tham quan. Tổng thống Ukraine Zelensky được mời tham gia với tư cách là một khách mời danh dự. Tác giả cho biết bản thông cáo chung 20 tháng 5 cho biết các quốc gia G7 đoàn kết hơn bao giờ hết với quyết tâm đối phó trước những thách thức toàn cầu đồng thời vạch ra một lộ trình cho tương lai tốt đẹp hơn. Về những biện pháp cụ thể mà G7 đã và đang thực hiện qua bản thông cáo, trọng tâm của các thách thức toàn cầu là chiến tranh Ukraine. Tại kỳ hợp này, G7 đã lên án cuộc chiến tranh xâm lược của Nga. Một lần nữa, chúng tôi cực lực lên án cuộc chiến tranh xâm lược của Nga chống Ukraine. Hành vi này là vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, trong đó có hiến chương Liên Hiệp Quốc. Tác giả dẫn thông cáo của G7 cho rằng, cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo của Nga là mối đe dọa đối với toàn thế giới, là vi phạm các chuẩn mực, quy tắc, nguyên tắc cơ bản của cộng đồng quốc tế. Đồng thời G7 tái khẳng định sự ủng hộ vững chắc và lâu dài cho Ukraine cho đến khi điều này còn cần thiết để thiết lập lại một nền hòa bình toàn diện, hợp lý và bền vững chi bảy cũng cam kết tăng cường hỗ trợ ngoại giao, tài chính, nhân đạo và quân sự cho Ukraine với mục đích làm gia tăng chi phí cho Nga và các bên ủng hộ cuộc chiến này. Hình ảnh các nhà lãnh đạo chi bảy tại Nhật Bản. Trên thực tế, tác giả nhận xét Ukraine vừa qua đã nhận được thêm nhiều vũ khí tối tân của chi bảy như chiến xa hạng nặng, hỏa tiễn tầm trung ngoài 300 km, Ngoài ra, Tổng thống Biden cũng bật đèn xanh cho phép các quốc gia viện trợ chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine. Về khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, tác giả cho hay, chị Bảy nhấn mạnh tầm quan trọng của một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở, bao trùm, thịnh vượng, an toàn, dựa trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật và bảo vệ các nguyên tắc chung, bao gồm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giải quyết hòa bình và các tranh chấp, các quyền tự do cơ bản và quyền con người về biển Đông và biển Hoa Đông, theo tác giả, chị 7 biểu lộ sự quan ngại sâu sắc về tình hình ở hai khu vực này. Chị 7 phản đối mạnh mẽ bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực hoặc ép buộc. Tác giả cho hay, về vấn đề Đài Loan, chị 7 nêu ý kiến: "Chúng tôi tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan. Đây là điều không thể thiếu cho an ninh và thịnh vượng trong cộng đồng quốc tế." không có sự thay đổi nào về lập trường cơ bản của các thành viên Chi 7 về vấn đề Đài Loan, bao gồm các chính sách một Trung Quốc, chúng tôi kêu gọi giải quyết hòa bình các vấn đề giữa hai bên bờ eo biển. Hình ảnh thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Chi 7 cũng tuyên bố những điều ủng hộ cho Việt Nam như về yêu sách của Trung Quốc trên biển Đông, tác giả cho biết không có cơ sở pháp lý nào cho các yêu sách quá lố về biển của Trung Quốc ở biển Đông. Chúng tôi phản đối các hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc ở trong khu vực. Chúng tôi nhấn mạnh tính phổ cập và thống nhất của UNCLOS và tái khẳng định vai trò quan trọng của UNCLOS trong việc đặt ra khuôn khổ pháp lý điều chỉnh mọi hoạt động trên biển và đại dương. Chúng tôi xin nhắc lại rằng phán quyết của tòa trọng tài thường trực ngày 12 tháng 7 năm 2016 là một cột mốc quan trọng có giá trị ràng buộc về mặt pháp lý đối với các bên tham gia tố tụng đó là cơ sở hữu ích để giải quyết tranh chấp giữa các bên một cách hòa bình ngoài ra chi bảy còn chọc nhột trung quốc ở các vấn đề nhân quyền đặc biệt là ở tây tạng và tân cương vì vậy vừa sau khi bản thông cáo được công bố bộ trưởng bộ ngoại giao trung quốc đã gửi công hàm phản đối nhật quốc gia tổ chức hội nghị thượng đỉnh chi bảy đồng thời lên tiếng kịch liệt phản đối chi bảy cho rằng bảy đại cường dân chủ đã sử dụng những vấn đề của trung quốc để tấn công và làm mất uy tín trung quốc Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm đê với bản tin Chi 7 nhấn mạnh sự đoàn kết trong cuộc họp thượng đỉnh tại Hiroshima. Việt Nam đón tiếp Chủ tịch đảng cầm quyền Nga chỉ sau một ngày gặp Tổng thống Ukraine. Các nhà lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam đã tiếp đón ông Dmitry Medvedev, Chủ tịch đảng nước Nga thống nhất vào ngày 22 tháng 5 tại Hà Nội được biết tổng bí thư đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng và thủ tướng phạm minh chính đã có cuộc hội đàm riêng với ông medvedev trong đó hai bên đã trao đổi về tình hình quốc tế và các phương hướng để thúc đẩy phát triển tích cực trên thế giới tuy nhiên vẫn chưa rõ liệu hai nhà lãnh đạo đó có đề cập cụ thể đến cuộc chiến ở ukraine hay không hình ảnh ông medvedev và phạm minh chính trong cuộc gặp Truyền thông Việt Nam cho biết hai bên đã ký tuyên bố chung nhằm tăng cường hợp tác trên các vấn đề khu vực và quốc tế, củng cố hòa bình và an ninh, bảo vệ tăng cường các nguyên tắc của luật pháp quốc tế. Báo chí cũng không cho biết liệu ông Medvedev có vận động Việt Nam ủng hộ cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine hay không. VOA tiếng Việt trích dẫn ý kiến của nhà bình luận Trần Quốc Quân trong một bài viết ngày 23 tháng 5 cho rằng việt nam có thể đã khéo léo né tránh để không tiếp tục ủng hộ nga trong cuộc chiến ukraine trước đó thủ tướng phạm minh chính khẳng định việt nam sẽ luôn kiên trì đường lối đối ngoại độc lập tự chủ hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển đa dạng hóa đa phương hóa quan hệ và tích cực hội nhập quốc tế việt nam đang đối mặt với một tình hình khó khăn với nga trong cuộc chiến ở ukraine tuy nhiên việt nam không đứng về bên nào theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp thuộc Viện IC Yusuf Ishak nói với VOA rằng Việt Nam ủng hộ luật pháp quốc tế để ngừng bắn và tiến tới một giải pháp hòa bình, phản đối Nga xâm lược nhưng không ủng hộ việc trừng phạt Nga. Chính quyền Việt Nam chỉ thấy khó khăn ở chỗ, cuộc chiến này ảnh hưởng tới Việt Nam. Hình ảnh bài trên VOA. Tuy nhiên, danh nhân Trần Quốc Quân nói rằng, mặc dù Việt Nam muốn duy trì mối quan hệ truyền thống tốt với Nga, nhưng những gắn kết về kim ngạch thương mại của Việt Nam với liên hiệp châu Âu và Mỹ lớn gấp hàng chục lần so với Nga. Điều này làm cho cuộc xâm lược và sự vi phạm luật pháp quốc tế của Nga khiến Việt Nam khó xử hơn. Nhà bình luận Trần Quốc Quân lưu ý rằng trong bối cảnh Mỹ đã cảnh báo cho bất cứ nước nào ủng hộ Nga xâm lược Ukraine, thậm chí cả Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới vẫn chưa dám làm trái ý của Mỹ và phương Tây thì việt nam càng không dám làm điều đó ông quân cho rằng việt nam có thể đã khéo léo né tránh để không ủng hộ nga trong cuộc chiến ukraine bình luận của ông quân cho thấy việt nam có thể có quyền lợi quá lớn với khối phương tây và mỹ và càng khó để có thể làm trái ý muốn của họ chuyến thăm của ông medvedev được xem là chỉ trên phương diện của đảng cầm quyền của nga và việt nam có thể đã khéo léo né tránh để không ủng hộ nga trong cuộc chiến ukraine Hình ảnh ông Medvedev và Nguyễn Phú Trọng Nhà bình luận Trần Quốc Quân nhấn mạnh rằng việc Thủ tướng Chính gặp Tổng thống Zelensky tại Hiroshima khi tham dự hội nghị G7 mở rộng là cơ hội tốt để Việt Nam thể hiện quan điểm của mình đối với cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, nhận được sự ủng hộ của đối tác quốc tế và khẳng định chính sách hướng đến hòa bình của Việt Nam. Tuy nhiên, việc đón tiếp Chủ tịch đảng nước Nga thống nhất cầm quyền lâu năm, ông Medvedev cũng chỉ một ngày sau cuộc gặp với tổng thống Ukraine đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Tiến sĩ Hà Hoàng hợp cho rằng việc gặp nhau chỉ là sự chào hỏi bình thường, đồng thời khẳng định lập trường của Việt Nam là ủng hộ việc sử dụng luật pháp quốc tế để giải quyết xung đột, phản đối sử dụng vũ lực và không xâm phạm chủ quyền của các quốc gia bất kể đối tác là ai. Nhà nghiên cứu quân lưu ý rằng sự khác biệt giữa Việt Nam và Nga là rất lớn khi Việt Nam có mối quan hệ kinh tế và đối tác quốc tế với các nước phương Tây và Mỹ, trong khi kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Nga chỉ tầm vài trăm triệu USD mỗi năm. Do đó, Việt Nam khó có thể tránh được sức ép của đối tác quốc tế nếu hành động của mình không phù hợp trong bối cảnh xung đột ở Ukraine. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Việt Nam đón tiếp Chủ tịch Đảng cầm quyền nga chỉ sau một ngày gặp Tổng thống Ukraine. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời Báo .d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời Báo .d